Bạn có biết, từ khi mới sinh chưa kịp nhìn mặt trời, thì ấu trùng ve sầu phải sống ở những cái hang dưới lòng đất, có độ sâu khoảng từ 30cm đến 2,5m. Khi quyết định phá vỡ lớp vỏ bọc để chui ra ngoài, ve sẽ rời bỏ hang của mình và leo lên cây, chọn một chiếc lá đủ cứng cáp để có thể hỗ trợ nó hoàn thành quá trình này. Sau khoảng 7 đến 10 phút bám lên lá cây, quá trình lột xác của ve sầu từ từ được bắt đầu. Đầu tiên, lớp vỏ cứng bên ngoài của ve sầu được tách ra từ lưng, chú ve sầu dần phá vỡ chiếc vỏ chui ra ngoài. Quá trình này kéo dài 4 đến 5 phút. Một ấu trùng màu xanh lá cây cùng hình dạng đáng sợ bắt đầu xuất hiện. Sau khi thoát hoàn toàn thân ra khỏi lớp xác, cánh của ve sẽ dài dần ra. Tuy nhiên, lúc này cánh của chúng vẫn còn mềm và ẩm ướt. Những con ve sẽ bám ở đây và đợi đến khi cánh thực sự cứng để có thể bay được. Thời gian để đôi cánh của ve sầu có thể cứng cáp là khoảng 5 đến 7 phút. Thú vị hơn, màu sắc trên cơ thể ve sầu cũng bắt đầu thay đổi dần, từ màu xanh lá cây toàn thân giờ đôi cánh đã chuyển sang một màu xanh khác. Huyền ảo và lấp lánh hơn. Khi đôi cánh đã đủ dài và cứng cáp, ve sầu có thể bay lên những cành cây để hút nhựa và cất tiếng hát chào đời.